bén duyên với cây hoa lay ơn từ năm 2014. Từ đó đến nay, năm nào anh Ngô Quang Trung ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức cũng canh tác một vụ lay ơn vào dịp cuối năm để kịp cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán. Bãi đất sình của gia đình được tận dụng và khai phá dần, ngày càng mở rộng để trồng hoa. Và năm nay, diện tích canh tác lay ơn được người nông dân này mở rộng tối đa với 2 hectare, cao gấp gần 10 lần so với các vụ trước. Anh Trung đang mong chờ vào một vụ hoa Tết thắng lớn với doanh thu sắp xỉ 1 tỷ đồng. So với lại một số cái cây trồng khác như là cây rau màu, là như cây súp lơ, su hào hoặc là cải bắp vào vụ Tết, thì một đơn vị diện tích là một sào. So với hoa thì cái lợi nhuận của hoa thì nó phải cho lợi nhuận phải từ gấp 5 tới 10 lần đổ lên. Đấy. Một bó hoa trung bình là vào Tết thì nó phải có giá mình xuất tại vườn là nó rơi vào cũng phải là 30 ngàn. Và 1 mét vuông của nó vị trí nó phải cỡ từ 7 tới 8 bó hoa. Thì nhân lên thì nó sẽ hiệu quả hơn cây rau màu phải gấp từ 5 tới 7 lần. Chính vì điều đó nên gia đình mới chọn là cái cây chủ lực là cái cây hoa để làm trong cái vụ đông là cái vụ hoa Tết này. Anh ơi, hiện nay thì cái vườn lay ơn của mình thì đã được gần 2 tháng tuổi rồi đúng không ạ? Vậy thì để mà ép cho hoa ra đúng cái dịp cận Tết để bà con có thể tiêu thụ một cái lượng nhiều nhất thì mình có cần lưu ý những cái điều gì không anh? Mình cần có những kinh nghiệm gì không ạ? Cái hoa này để mà căn được một vụ hoa mà nó nở tương đối chính xác trong cái ngày Tết thì mình cũng phải dựa theo cái dự báo cái bên khí tượng. Là riêng năm nay thì là một trong những cái năm có thể có cái những cái dự báo là có nhiều đợt sóng lạnh. Chính vì điều đó thì nhà vườn thì chủ động là sẽ xuống sớm hơn từ 5 tới 7 ngày, thậm chí 10 ngày để đón những cái lạnh về. Và theo như dự báo là tới ngày hôm nay thì cũng đã trúng được gần 70% rồi. Và hy vọng cái vụ hoa này thì sẽ nở đúng Tết. Vâng. Và khi mà mình canh tác cái hoa lay ơn này trong một cái vùng rất là nhiều gió vậy ạ, thì anh có cách khắc phục như thế nào để mà khi mà hoa nó lên một cái tầm cao nhất định nó không bị đổ anh? Thì cái đặc thù của cái đất sình bãi đây thì phù sa rất nhiều, nhưng nó có một cái nhược điểm là khi mà mình tưới nước nó sẽ rất ẩm và ải, và nó nằm ở dưới cái khu thung lũng này thì cái gió nó quẩn rất lớn, và cây bông khi cho thu nó sẽ cao 1m, 1m2, và cái hiện tượng ngã đổ là không thể tránh khỏi rồi. Thì đây thì mình gia đình cũng đã chuẩn bị cái phương án để chống ngã đổ là mình đưa những cái cây để mình đóng cọc, mình giăng lưới trên để đỡ cái dàn bông. Đối với cái gió thì tôi hy vọng rằng với cái biện pháp mà giăng lưới chống ngã đổ bông này thì đã được loại bỏ. Cũng như cái hoa cúc là đưa cái dàn lưới này vào để mà mình chống ngã đổ. Lay ơn là loại hoa được người tiêu dùng rất ưa chuộng mua về trưng cúng dịp Tết bởi có độ bền cao, dáng hoa đẹp, màu sắc đa dạng, giá cả tương đối phù hợp. Hoa có thể canh tác quanh năm nhưng phát triển đồng đều và cho màu đẹp nhất vẫn là vụ Tết khi tiết trời se lạnh. Hiện tại vườn lay ơn của anh Trung đang trong giai đoạn phát triển thân lá, dồn sức chuẩn bị ra chồi hoa. Theo tính toán của anh, nếu thời tiết thuận lợi như hiện tại thì đợt hoa nở sớm sẽ cho thu vào khoảng ngày 17-18 tháng Chạp, rộ nhất từ ngày 24 đến ngày 28 tháng Chạp và kết thúc trước Tết. Mấy năm trước thì gia đình là mình trồng 1-2 sào, chủ yếu là mình để mình tìm hiểu cái hoa này xem là cái lịch tăng trưởng cũng như cái lịch sinh trưởng của cây hoa vào vụ Tết như thế nào để mà mình tìm ra một cái bí kíp cũng như là một cái công thức chung cho cây hoa lay ơn ở cái vùng đất Tuy Đức Đắk Nông. Sau khi mà mình đã tìm hiểu được cái lịch của nó rồi thì mình mới mạnh dạn là mình tìm đối tác, là đây là một trong những cái đối tác tiềm năng rất lớn của Hà Nội và Đà Lạt và Sài Gòn để mình thu hút mình đưa về Đắk Nông này. Chứ còn về cái tiềm năng cũng như là cái sản lượng của họ đặt với mình là lớn lắm, mà gia đình thì chỉ mới sản xuất được khoảng 2 hectare. Còn lại thì nếu như năm nay gia đình mà làm ăn thành công thì đây là một trong những cái đầu mối để cho bà con cùng ký, cùng làm. Vậy thì cái hình thức mà mình liên kết với công ty bao tiêu sản phẩm là gì anh? Để mà tránh cái rủi ro trong cái vụ Tết khi mà cái sản lượng lớn như vậy ạ? Như ở bên Đà Lạt thì họ có nhiều hình thức để mà canh tác cái vườn hoa Tết. Có những vườn thì họ tự lực, tự cường, họ tự đầu tư và họ tự bán. Thì nếu với cái tự làm như thế thì cái rủi ro vỡ trận cũng như là không bán được sản phẩm ở trên thị trường là rất lớn.
Cái hình thức thứ hai đó là họ liên kết với những nhà buôn, là họ gia công, họ làm, họ tính trên đầu bông để họ ăn cái sản phẩm trên cái đầu bông họ chăm sóc. Còn đây thì là mình được những cái doanh nghiệp lớn ở Hà Nội và Sài Gòn, họ đã ký bao tiêu sản phẩm trước cho mình. Với hình thức là họ đã chuyển vốn lên toàn bộ cái tiền giống, cũng như là họ ứng một phần tiền công lên cho mình để mình thực hiện cái đơn hàng của họ đã đặt này. Còn lại là gia đình là sẽ đối ứng ra bằng một số công, cũng như một số cái trang thiết bị vật tư nông nghiệp của trên vườn. Và nếu như mà cái vụ hợp tác này thành công thì dự định của anh trong năm 2021 đối với cái cây Lion này sẽ là như thế nào thưa anh? Để chúng ta, bản thân anh, gia đình mình cũng như là các cái hộ dân khác mà muốn phát triển cái hoa Lion này trên cái vùng này thì mình sẽ có cơ sở ạ? Từ cái ý tưởng là sản xuất và nhân giống trồng hoa Lion ở vùng này thì sau nhiều năm khảo nghiệm thì khu vực này thì tôi thấy là rất thành công. Và cũng có đã ý định là cùng với những cái nhà cung ứng thu mua sản phẩm của mình đó là chúng tôi sẽ liên kết để thu mua lại củ giống cho bà con ở khu vực này, cũng như là mình tạo một cái nguồn giống cho bà con để sản xuất quanh năm trong khu vực này. Ngoài cái hoa Lion này ra thì những đối tác này thì họ rất tiềm năng, là họ là một trong những cái đối tác mà buôn bán hoa hai đầu cầu lớn ngoài Hà Nội và Sài Gòn, là hoa cúc, cẩm chướng, hoa ly và cát tường. Thì những cái hoa này tôi đã trồng thử nghiệm và những cái đó thì cái dự định của năm 2021-2022 thì chúng tôi sẽ thực hiện. Vâng, rất cảm ơn anh với những cái chia sẻ vừa rồi ạ. Và xin chúc cho anh là các cái dự định của năm 2021 thì anh vừa đề cập là sẽ thành công, để bản thân gia đình mình cũng như là những người dân xung quanh mà muốn phát triển các loại cây hoa Lion này cũng như là một số các loại hoa rau màu khác thì sẽ thuận lợi hơn ạ.